Con xin chào ba giám khảo, thầy cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Ngọc Linh Sang. Con học lớp 1A5, trường tiểu học thị trấn Con Tàu số 1. Hôm nay con mời ba giám khảo, thầy cô và các bạn cùng con tham gia chủ đề tuyên truyền viên nhí luật giao thông đường bộ. Trên đường có rất nhiều biển báo, nhưng hôm nay con sẽ giới thiệu hai biển báo. Biển báo thứ nhất là biển báo hình tròn, ở trong là có hình xe đạp, có một nít chéo là biển báo không được đi xe đạp. Biển báo thứ hai là biển báo có hình tam giác, vì nó màu đỏ, bên trong của nó màu vàng, có chỗ đi chậm là biển báo nhắc nhở chúng ta đi chậm. Ơ mà sao con lại đi bộ đi học về thế này? Tại vì bố mẹ con bận. À, thì vậy lên xe cô chở về nè. Dạ không, con không có mũ bảo hiểm nên con không đủ lên xe. À vậy con đi bộ đi học về nha. Dạ. Bye bye con. Bye bye. Khi tham gia giao thông, chúng ta còn đội mũ đúng cách, vừa với kích cỡ đầu và chắc chắn, để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh. Em xin kết thúc bài thi. Cảm ơn ba giám khảo, thầy cô và các bạn đã xem bài thi. Em xin chúc ba giám khảo, thầy cô và các bạn một ngày vui vẻ.